bây giờ là cảnh năm bắt đầu. Rồi cũng được. Nói chung là con biết chỉ có đi riêng chút là được. Rồi rồi rồi. 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 Rồ
Online Wasm QBC Global. Nào tất cả chúng ta hãy hiện diện ở đây, hãy hiện diện cùng nhau 100%, tất cả đều bật màn hình lên, ăn mặc chỉnh chu đàng hoàng, tương tốt nha anh chị nha. Rồi bây giờ thì xin mời một người chị nồng lực nhà triệu phú sẽ chia sẻ với chúng ta, đó là anh Nguyễn Hồ Đức. Vâng, xin cảm ơn Khải với lời giới thiệu rất là tuyệt vời. Các bạn có nhớ cái mục tiêu của chúng ta năm nay là gì không ạ? Các bạn có biết rằng chúng ta có mặt ở đây để thực hiện một mục tiêu rất quan trọng. Không sao đâu, cứ lên trên đó tập trung là khác. Anh nói bình thường của anh đi. Anh nói chị với anh em tự nhiên vào được đó. Rất mắt chi mùi anh nó rất là không thể điều khiển được. Anh cứ thả lỏng mà anh. Rất quan trọng. Nói giống như cái xạo vậy đó. Vẫn năng lượng nhưng mà mặt bớt biểu cảm, đúng không? Nghiêm túc. Rất quan trọng. Rất. Chúng ta sẽ thực hiện mục tiêu này là gì? Đi Moscow. Ai đồng ý với cả cái quyết định này vui lòng giơ tay. Sao lại quyết định này? Không phải này. Ai trong số các anh chị? Với nước đây là anh mỗi một cái lần mỗi người. Mọi người nói là mỗi một người là Lê điện thoại thì Lê Đức sẽ không bao giờ. Lê điện thoại với mọi người thôi chứ Lê Đức không có làm gì. Anh phải kiềm chế anh lại đó. Rồi hả? Ai trong số các anh chị chậm lại chứ nha, nhớ cái câu cái nguyên nhân của anh ạ. Ai trong số các anh chị chậm từng chữ thôi. Rồi ok, nói lại. Em xuống đón thương mà anh nha. Rồi rồi. Hỏi đó, ổng mới hỏi ai đi thì bắt được tay ổng nha. Thế nên
không? Lại cái chỗ mà anh Đức tuyên bố mục tiêu đi. Em đến đúng lúc luôn, đi Moscow luôn rồi. Rồi anh Đức tuyên bố là mục tiêu đi. Tuyên bố lại hả? Rồi ok, mà mình đâu rồi? Nói chung mấy câu nói của mình về cái soạn nha mấy đại ca. Ờ, không vậy lúc đó là màn hình là quăng lên trên hết đúng không? Màn hình nhà Hồ Chí Minh nó mất chiêu rồi. Cái đại đi có sao không? Không có lộn được. Cái này của anh không có lộn được. Hoài cũng được chứ lúc đó anh cứ nhớ hoài nha. À, Phương ơi, dạ. Hai vợ chồng tôi là làm bạn bự phải không? Bạn 1m2. Ồ má, bạn 1m2 chứ. Còn mọi người là 1m65. Vậy là phải đứng xa xa. Hai bà mình chơi bà mình ra nè. Chúng bạn nhạc. Thành ra thì áo bà mình thấy cái bà vậy đúng rồi. Vậy là người ngon sao người ta mới thấy được. Cái chụp hình nó mới lên mới thấy được. Phương cần nó chịu khó, chịu khó. Chịu khó gặp bạn bự. Học kè thì. Ủa, địa chỉnh được gì? Chứ mà không, mình là bữa đó mình vô sớm tới mình chạy xuống mình sớm. Không, thì hai mấy mấy bạn. Tại đến tháng 6 sao đó. Có mà có chạy mà. Mọi người 65 mà. Người 65 đứng không? Tại vì tất cả những bạn còn lại là bằng 65 hết. Bản Covid, bản gì? Hay lo gì, ba người ngồi rồi, chỉ có... Tại ok, không sao, không sao. Được, chúng ta đi. Đã sắp xếp. Thôi, tuyên bố đi, tuyên bố mục tiêu. Tuyên bố rồi. Đại lúc này lên Khải lại. Đại MC, đại Khải ơi. Rồi. Không, nhưng mà em nhấn mạnh nếu không phải là mình nói cho sao. Được, em định cho họ chờ thời gian để chỉnh đã xong mình mới nói tiếp. Rồi ok, em hoàn thành rồi. Chào mừng tất cả các anh chị đến với buổi BB Online qua Zoom của gia đình BG Global. Bây giờ đã hiện diện đây, chúng ta hãy hiện diện với nhau 100%. Tất cả chúng ta đều bật camera lên. Ăn mặc tươm tất, chỉnh đốn, đồ đạc lại, nghiêm tĩnh. Rồi lúc đó là hãy bỏ tay xuống kéo cái quần lỏng lên. Rồi tất cả chúng ta hãy bật camera lên, ăn mặc thật là đẹp đẽ, nghiêm chỉnh, tôn trọng người đối diện, chỉnh đốn đồ lại. Rồi bây giờ đến một phần vô cùng quan trọng, đó là một người đàn ông là nhà triệu phú từ thân, là người đã giúp được rất nhiều cuộc đời được thay đổi. Anh ấy là người chiều động lực được rất là tuyệt vời, và chúng ta thật may mắn hôm nay đã có mặt anh ấy trong hôm nay. Và chúng tôi xin mời anh Hồ Nguyễn Hồ Đức. Anh nha, cảm ơn em. Em xin chào các bạn. Mừng cho bên em câu hai. Hôm nay chúng ta có mặt chà tư. Trong khi tôi đang nói, các anh chị có vui lòng có thể im lặng được hay không? Anh bắt bút bạn nào ăn phải luôn rồi chị nó cười. Nhờ bắt cô hả? Tôi nhờ các anh chị cô. Nhớ mắt cô luôn. Ồ, mút. Nhớ mắt cô. Ăn mặc
của chúng ta năm nay là một mục tiêu rất 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 quan trọng. Tôi nhắc lại, đề nghị anh phụ bạn. Yeah.
chương trình đến đây là hết rồi. Yeah.